công nhân đó nghèo rồi mà đi ngang cái cầu Phú Cường đó, mỗi lần test là phải 250 ngàn tiền đâu, người ta test ngồi chờ test thôi, chờ nửa tiếng đồng hồ chưa đó được lấy test nữa, giờ nó lây bệnh hết trơn luôn, nguyên cái ở những người ta ở đây luôn ạ. Những người chờ test mà nhiêu đó, rồi mà lây bệnh không cũng chết nữa chứ khỏi cần gì hết, vừa phơi nắng nữa. Nó đã gỡ chốt thì gỡ luôn cái cầu Phú Cường ra trong đây cho người ta đi qua, ở đâu cũng gỡ hết cái cầu Phú Cường là không gỡ hả, dân càng nghèo là càng nghèo thêm nữa.